Mến chào anh chị em nghệ nhân đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay mình sẽ lên cho anh chị em nghệ nhân cùng chiêm ngưỡng được một con chim. Con chim này nó giống với con chim bói cá, nhiều màu sắc rất là đẹp, rất là đẹp cho mọi người. Nè, đấy, rất là đẹp nha. Đó. Đẹp mà hung dữ nữa nè, dù là nó cắn giò nó đỏ ao à. Đây cái bụng nó đây, dòng chim này nó giống dòng chim bói cá. Cái mình sẽ về nuôi nó để coi nó hót như thế nào nha, bảo tồn nó nha mọi người. Rất là hung dữ, nhìn rất là đẹp, đủ màu sắc hết này. Rất là đẹp ha. Mình sẽ bảo tồn nó rồi hồi nào có giọng hót hay mình sẽ lên cho mọi người cùng xem nha. Nè, hung dữ lắm. Nó bé xíu à. Rồi ok, bye bye và hẹn gặp lại để nghe giọng hót của nó nha.